Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành thuế đã không ngừng nỗ lực cải cách chính sách thuế, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế. Những nỗ lực của ngành thuế trong thời gian qua đã tác động tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp. Minh chứng rõ ràng nhất cho những cải cách của ngành thuế đó chính là chỉ số nộp thuế nói chung của Việt Nam đã tăng 81 bậc, xếp thứ 86 trên 190 theo báo cáo môi trường kinh doanh Doing Business 2018 toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố. Vậy doanh nghiệp cũng như là chuyên gia đã ghi nhận như thế nào về những nỗ lực của ngành thuế trong thời gian vừa qua? Và trong thời gian tới, ngành thuế cần phải làm gì để có thể ngày càng tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế? Đây sẽ là những nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cải cách thuế tiến bộ vượt bậc. Và trước tiên, để hiểu rõ hơn về những cải cách của ngành thuế, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Ngày 31 tháng 10, Ngân hàng Thế giới đã công bố xếp hạng môi trường kinh doanh Doing Business 2018. Theo đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện đáng kể, lên vị trí thứ 68 trên 190 nền kinh tế, tăng 14 bậc so với năm ngoái, vị trí 82. Trong đó, đáng chú ý nhất là chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng hạng nhiều nhất, tương ứng 14,78 điểm và tăng 81 bậc, đạt vị trí 86 trên 190, năm ngoái ở 167. Chỉ số này được ghi nhận cải thiện trong thủ tục nộp thuế và việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giao dịch điện tử trong thủ tục bảo hiểm xã hội. Đánh giá về chỉ số nộp thuế, Ngân hàng Thế giới đã căn cứ vào các chỉ tiêu như số giờ nộp thuế, số lần nộp thuế trong năm, tổng mức thuế lợi nhuận, chỉ số khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố, thời gian nộp thuế bao gồm cả bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam là 498 giờ mỗi năm, trong đó riêng thời gian nộp thuế là 351 giờ và bảo hiểm xã hội là 147 giờ. Như vậy, so với năm ngoái, thời gian nộp bảo hiểm xã hội đã giảm 42 giờ nhưng thời gian nộp thuế không thay đổi. Tổng mức thuế trên lợi nhuận trong báo cáo năm nay của Việt Nam cũng ở mức 38,1%, thuế 13,2%, bảo hiểm xã hội 24,8%, giảm 1,3% so với năm 2017. Cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 1,2%, thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 0,08%. Việc tăng 81 bậc theo đại diện của ngành thuế cũng nhờ những cải cách cơ bản, đặc biệt trong quá trình thanh tra kiểm tra và hoàn thuế giá trị gia tăng. Điều này được đánh giá đã đóng góp phần lớn vào kết quả tăng hạng của chỉ số nộp thuế nói chung. Nếu so với các nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ tư sau 3 nước là Singapore xếp thứ 7, Thái Lan xếp thứ 67 và Malaysia xếp thứ 73. Còn về chỉ số thời gian nộp thuế, theo đại diện ngành thuế, đây chỉ là một trong những tiêu chí trong đánh giá chung về chỉ số. Trên thực tế, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện chỉ còn 117 giờ trên một năm và báo cáo của Ngân hàng Thế giới còn chưa ghi nhận một số những cải cách về chính sách, thủ tục hành chính để giảm giờ nộp thuế mà Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã thực hiện. Nhờ những cải cách mạnh mẽ của ngành thuế trong những năm qua mà thể chế chính sách thuế đã từng bước được sửa đổi theo hướng đơn giản, minh bạch, rõ ràng và dễ thực hiện hơn theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Cùng với việc ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính thuế đang giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ sản xuất trong nước. Triển khai có hiệu quả nghị quyết số 19 của Chính phủ từ năm 2014 tới nay, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý thuế như là khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, từng bước đạt được những hiệu quả tốt nhằm phục vụ người nộp thuế, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thu, ghi nhận của phóng viên VITV. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo các chuyên gia, chỉ số thuế của Việt Nam tăng 81 bậc trong báo cáo Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới World Bank đã cho thấy những cải cách vượt bậc của ngành thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính thuế, đảm bảo công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Trong các chỉ số Việt Nam tăng bậc vừa qua thì tôi rất ấn tượng với sự cải thiện trong thủ tục nộp thuế và việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng giao dịch điện tử trong thủ tục bảo hiểm xã hội. Rõ ràng Việt Nam đang dần bắt kịp các nước thuộc top 4 trong khối ASEAN. Với kết quả này, đã khẳng định những nỗ lực cải cách hành chính của ngành thuế trong những năm qua. Ngành thuế đã triển khai cải cách cả về thể chế và công tác quản lý thuế. Về thể chế, ngành thuế đã ban hành các văn bản để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời luôn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, qua đó kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, thực hiện nghiêm việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định. Bên cạnh đó, thời gian qua, cơ quan thuế cũng đã mở ra hình thức khai và nộp thuế điện tử với những tiện ích vượt trội và được doanh nghiệp và người nộp thuế tham gia tích cực.
Đến nay trên địa bàn đã có 98% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng và trên 95,36% số tiền thuế của doanh nghiệp nộp theo phương thức điện tử. Tỷ lệ này đã vượt chỉ tiêu nghị quyết 19 đề ra, đã giảm thời gian chi phí cho người nộp thuế và cho cả cơ quan thuế trong quá trình kê khai và nộp thuế. Giảm thiểu những cái thủ tục hành chính về thuế, về khai thuế, nộp thuế, rồi tất cả các cái thủ tục về kê khai, nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc và kể cả chi bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và thông qua cái ứng dụng, cái cơ sở dữ liệu, ứng dụng tin học hóa và đặc biệt là kê khai, nộp thuế điện tử và giao dịch điện tử kể cả trong nộp bảo hiểm xã hội và nộp thuế. Và chính vì riêng cái vấn đề kê khai nộp thuế điện tử, ví dụ như là mình nộp 14 lần, 12 lần, thế nhưng mà khi mình đã khai thuế điện tử rồi thì cái thời gian nộp thuế họ chỉ tính là một lần thôi, thì điều đó cũng được tăng lên. Nhằm đơn giản hóa việc khai nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế, thì thời gian qua mình thấy là triển khai thí điểm khai nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, đối với chuyển nhượng bất động sản và tiếp tục triển khai thí điểm và dần dần mở rộng việc thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận kỷ nhận thu thuế và triển khai thí điểm khai thuế điện tử đối với cá nhân nộp lệ phí trước bạ. Đặc biệt, việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, cấp mã số thuế tự động trong thời gian không quá 30 phút, giảm 87,5% thời gian thực hiện so với quy định là 4 tiếng đồng hồ trước đây, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, có thể nộp hồ sơ mọi lúc mọi nơi có máy tính kết nối Internet. Và thuế đã ứng dụng công nghệ thông tin rất là sớm, từ việc cấp mã số thuế, thông suốt từ hải quan, rồi thuế vân, một chỉ có một mã số thuế duy nhất. Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy trung bình phải bỏ chi phí trên 1.000 đồng một trên một hóa đơn và với số lượng 2,5 tỷ hóa đơn một năm, thì chi phí mỗi năm bỏ ra lên đến 2.500 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu sử dụng hóa đơn điện tử, số tiền mà doanh nghiệp có thể tiết kiệm lên tới 1.000 tỷ đồng một năm. Chính vì thế, hóa đơn điện tử được xem sẽ tạo ra cú hích lớn trong cải cách hành chính thuế, giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh và lành mạnh hóa nền tài chính nước nhà. Áp dụng cái hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, thì chúng tôi cho rằng đây là một cái chuyển động rất là tích cực của ngành tài chính, cụ thể là ngành thuế. Thì với cái việc mà đưa cái hóa đơn điện tử vào thì cũng kỳ vọng sẽ giảm nhiều chi phí cho doanh nghiệp, chi phí quản lý, chi phí lưu trữ, nó giảm rủi ro cho doanh nghiệp, cũng hóa đơn giản. Và nó cũng có thể sẽ là cơ hội để doanh nghiệp đồng bộ hóa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của mình. Nhờ những cải cách mạnh mẽ của ngành thuế trong những năm qua mà thể chế chính sách thuế đã từng bước được sửa đổi theo hướng đơn giản, minh bạch, rõ ràng và dễ thực hiện hơn theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Cùng với việc ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính thuế đang giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước. Qua phản ánh của doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động trực tiếp của các thủ tục hành chính thuế cho thấy họ thực sự hài lòng với những tiến bộ trong cải cách của ngành này thời gian qua. Trong đó, đa số doanh nghiệp đều cho biết những thay đổi nổi trội của ngành thuế từ khi bắt tay vào cải cách có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là các thông tin pháp luật thuế được công khai, rộng mở, minh bạch hơn. Những quy định mới về thủ tục hành chính thuế đã dễ dàng tiếp cận hơn, nên việc thực hiện cũng thuận lợi, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, thái độ công chức thực thi công việc đã phần nào được cải thiện và công tác kiểm tra thuế, thanh tra thuế đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực, hạn chế nhũng nhiễu tiêu cực. Chi tiết mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Khảo sát mới đây của VCCI trên 22.000 doanh nghiệp cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận những thay đổi về chính sách pháp luật thuế trong thời gian gần đây đã theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Mới đây tại hội nghị đối thoại về chính sách thuế giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng cho biết, so với 2 năm trước đây thì vướng mắc của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế và các thủ tục thuế đã giảm đi rất nhiều. Cũng như là thuế cũng khoảng một chục câu hỏi, nhưng mà thực sự sau cái thời gian hoạt động và đóng góp ý kiến thì chúng tôi thấy rằng là rất là nhiều các cái chính sách đã được thay đổi. Bộ Tài chính và các cái tổng cục của mình đã hết sức lắng nghe doanh nghiệp và bản thân chúng tôi đã tháo gỡ được rất nhiều những cái khó khăn. Đồng quan điểm với đại diện doanh nghiệp Canon Việt Nam, đa số các doanh nghiệp tham gia khảo sát của VCCI đều cho rằng từ việc giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, giảm được số lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng, đến việc hiện đại hóa quản lý hải quan từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử đã cải thiện đáng kể về mặt thủ tục, giúp doanh nghiệp giảm rất nhiều chi phí, thời gian và nhân lực để thực hiện thủ tục hành chính. Trong vòng 2 năm trở lại đây thì tôi đánh giá rất cao cái sự cải cách hành chính của
ngành thuế Hà Nội. Cái việc mà giao dịch giữa doanh nghiệp, kế toán của doanh nghiệp với cả cơ quan thuế sẽ đã giảm đi đáng kể trông thấy, và tiết kiệm cho các doanh nghiệp phần lớn thời gian để làm về thuế, quyết toán thuế cũng như báo cáo thuế hàng tháng. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì trong hơn một năm vừa qua thì cũng có nhiều phần vướng mắc về thuế nhưng đã được giải quyết nhanh chóng. Những nỗ lực đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế đã và đang giúp doanh nghiệp Việt tận dụng tốt hơn các cơ hội của thương trường với sự chuyển biến nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập. Đối với các doanh nghiệp thì họ cũng rất muốn là thực hiện tốt các cái thủ tục hành chính, các cái quy định về mặt pháp luật, và nhà nước cũng muốn là gì, cái việc mà quản lý nó càng ngày nó trở nên hiệu quả hơn. Có nghĩa là tư duy của lãnh đạo và tư duy của các doanh nghiệp đã thay đổi trong thời gian vừa qua, có nghĩa là đồng thuận để cùng thay đổi, để làm sao các cái thủ tục hành chính nó bước giảm các cái chi phí, rồi các cái thủ tục được giải quyết một cách nhanh gọn. Đấy thì cái quan trọng nhất là cả một cái quá trình từ 2016 và đến 2017 này thì nó đạt một cái kết quả mà các cái tổ chức nước ngoài họ đánh giá, thì chúng tôi nghĩ đấy là cái kết quả hết sức là đáng mừng. Đặc biệt các doanh nghiệp nhìn nhận, khác với những năm trước đây, các thông tin chính sách pháp luật về thuế, về hải quan hiện nay tương đối dễ tiếp cận. Các cán bộ thuế đã có thái độ, phong cách giao tiếp lịch sự, cởi mở, tôn trọng doanh nghiệp, giải quyết thấu đáo vướng mắc của doanh nghiệp qua nhiều hình thức và dần trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp. Khi mà có những cái vấn đề gì thắc mắc thì là được cán bộ thuế hoặc là những người mà tư vấn chuyên về lĩnh vực thuế thì mọi người lại giúp đỡ một cách rất nhiệt tình. Tôi thấy là phải nói là đối với doanh nghiệp thì trong cái thời gian từ hai năm trở lại đây thì cái việc mà về thủ tục hành chính thì tôi thấy rất là thuận lợi. Vì là trước thì là cái thời gian đi nộp thuế và đi lại rất là mất thời gian, nhưng ở bây giờ tất cả là đều qua hệ thống điện tử hết. Thế cho nên là rút rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong quá trình khai thuế, nộp thuế, các kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế lắng nghe và giải đáp kịp thời, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách pháp luật về thuế. Điều đó đồng nghĩa với việc công tác tuyên truyền và hỗ trợ các doanh nghiệp đã được ngành thuế thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Sự thay đổi trong lĩnh vực thuế thời gian vừa qua là một hành trình ấn tượng, do cải cách lĩnh vực này là điều không hề đơn giản. Ghi nhận những nỗ lực cải cách của ngành thuế trong thời gian qua đã cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã phản ánh hiện vẫn còn vướng mắc trong quy định và các thủ tục thuế khiến doanh nghiệp gặp khó để chấp hành pháp lệnh thuế. Cùng với việc ghi nhận những cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế, doanh nghiệp cũng cho biết còn gặp khó khi nhiều chính sách thuế khiến việc cập nhật thông tin không kịp thời. Ví dụ như lộ trình về hóa đơn điện tử cũng là một trong những thông tin mới đối với doanh nghiệp. Nếu quy định chưa rõ ràng, cụ thể, có thể dẫn đến doanh nghiệp khó thực hiện. Và còn có một số vấn đề nó liên quan đến hóa đơn điện tử. Ví dụ như ngày trên hóa đơn và ngày ký phát hóa đơn nó đang lệch nhau thì có được, tức là doanh nghiệp có được thể hiện hai cái ngày đấy là lệch nhau như thế, hay là bắt buộc là phải hai cái ngày hóa đơn và ngày ký phát hóa đơn phải trùng nhau hay không? Nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ quan thuế nên phân loại doanh nghiệp và phân loại số tiền đề nghị hoàn để quy định thời gian đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cho từng loại doanh nghiệp được phù hợp hơn. Bởi nếu không được hoàn thuế giá trị gia tăng sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tái đầu tư tài sản cố định. Vậy thì chúng ta làm thế nào để chuyển dịch cái cơ cấu, thay đổi lại? Và bây giờ chúng ta tự khai tự nộp, chúng ta để chuyển sang cái hóa đơn điện tử vân, thì cái đội ngũ cán bộ đó sẽ được đào tạo để chuyên sâu hơn, để ứng dụng thêm những công nghệ khác để thực hiện thanh tra kiểm tra và tuyên truyền hướng dẫn, để bớt những cái đội ngũ mà hiện nay chúng ta đang bị kêu ca phàn nàn, những cái phần đó là nó nằm ở quản lý hộ và nhỏ ngoài kinh doanh, nhưng hầu như cả cái quản bộ doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp ngoài, doanh nghiệp lớn rồi đầu tư nước ngoài thì ca thán rất là ít, thì tôi ít hơn rất là nhiều. Thì đây gọi là cái chất lượng và trình độ bộ đội ngũ, thì chúng ta phải thay đổi cơ cấu để làm thế nào cái chuyển đổi đó. Ghi nhận những thắc mắc bất cập các doanh nghiệp đang gặp phải, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, tháo gỡ cũng như xây dựng các giải pháp tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung. Thì bây giờ là không còn là hoàn của âm 12 tháng liên tục nữa, cho nên là doanh nghiệp vẫn còn cái số thuế âm. Thì vấn đề này chúng tôi cũng xin ghi nhận. Vấn đề trong cái triển khai thực tiễn của quản lý, do cái mô hình của doanh nghiệp hay do cơ chế chính sách, và nếu thực sự mà do cơ chế chính sách thì chúng tôi cũng xin được lắng nghe và xin được tiếp thu để nghiên cứu để sửa đổi.
Một điều chắc chắn là trong báo cáo Doing Business 2018, World Bank đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện thủ tục nộp thuế. Tuy nhiên, cơ hội và thách thức luôn là hai vấn đề song hành. Để chỉ số nộp thuế của Việt Nam tiếp tục cải thiện và hội nhập, cần một sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong quản lý thuế và vận hành thuế từ cả hai phía là nhà nước và doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.